Thời gian dành cho chàng trai số 23 và Linh Lê bắt đầu. Bốc nhận ra. Em có thấy anh đã dấp rồi không? À, em thấy. Anh dấp vào tim em đó. Anh biết là mình không đủ tiêu chuẩn với em, nhưng anh nghĩ nếu em chọn anh lại thì anh sẽ hàng ngày anh sẽ hát cho em nghe và nhảy cho em coi. Hey hey hey. Hey hey hey. Thưa quý vị, và đây chính là trai Việt đó. Không biết là em có thích người lớn tuổi không? Anh 36 tuổi rồi, nhưng mà duyên của anh nó đến rồi á, nhưng mà nợ chưa tới. Không biết là nếu mà em cũng có nợ với anh thì em hãy chọn anh. Thưa quý vị, rõ ràng mỗi chàng trai thì có những cái màu sắc khác nhau, cá tính khác nhau, thể hiện những cái tài lẻ khác nhau. Bây giờ quan trọng là Linh Lê có đồng ý với lựa chọn đăng xuất 4 chàng trai này của hội đồng người thân hay không? Nếu như mà loại cả 4 bạn thì thật sự rất là tiếc. Tại vì những bạn sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng mà em sẽ đồng ý với quyết định của người thân ạ. Nghĩa là đồng ý đăng xuất 4 bạn này? Dạ. Các bạn chưa đủ tự tin để đứng trước em. Và có người, có anh thì đã tự tin để có thể là thể hiện tài năng của mình rồi. Nhưng mà nó cũng không phải là gu của em. Chúng tôi tôn trọng điều đó và rất tiếc phải chia tay với 4 chàng trai có mặt. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.